Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Bài thuốc dân gian chữa dứt điểm bệnh trĩ bằng lá lốt, đơn giản mà hiệu quả cao. Bệnh trĩ là một căn bệnh thuộc về vùng hậu môn trực tràng. Tỷ lệ người mắc bệnh trĩ đang ngày càng gia tăng nhiều hơn. Vì tâm lý ngại chia sẻ, không muốn người khác biết căn bệnh của mình, nhiều người bị bệnh trĩ rất e ngại khi phải đi khám bác sĩ. Vậy nên, nhiều người lựa chọn áp dụng cách chữa bệnh trĩ tại nhà bởi họ không muốn để người khác biết mình đang bị bệnh trĩ. Điều đó sẽ làm họ cảm thấy mất tự tin. Thực tế, với những trường hợp mắc bệnh ở cấp độ nhẹ, bạn hoàn toàn có thể dùng các mẹo điều trị bệnh trĩ tại nhà này. Chúng vừa hiệu quả, đơn giản, lại tiết kiệm chi phí. Sau đây sẽ mách cho các bạn một cách chữa bệnh trĩ tại nhà mà hiệu quả cao. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu thứ nhất là 100g lá ngải cứu. Nguyên liệu thứ hai là 100g lá lốt. Nguyên liệu thứ ba là 50g nghệ tươi. Đây là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Với ba nguyên liệu này thì chúng ta có cách thực hiện như sau. Với ba nguyên liệu là lá ngải cứu, lá lốt và nghệ tươi thì bạn hãy mang đi rửa thật sạch đi nhé. Vậy là mình đã rửa xong rồi đấy. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần. Bây giờ mình sẽ thái nhỏ lá lốt cùng với ngải cứu ra nhé. Sau khi thái xong rồi thì bạn cho hai nguyên liệu này vào một cái xoong sạch. Sau đó mình sẽ cắt nghệ thành các lát mỏng và cho vào trong xoong này. Bạn không cần phải gọt vỏ của nghệ đi đâu nhé. Giờ bạn đổ vào xoong này khoảng 1 lít nước sạch. Chúng ta sẽ cho xoong này lên bếp để đun sôi cho mình. Khi mà nồi nước của chúng ta đã sôi, thì bạn đun thêm khoảng 3 phút nữa để các tinh chất trong các nguyên liệu có thể tiết ra nước hết nhé. Các bạn thấy không? Đây chính là nồi hỗn hợp của chúng ta sau khi đã được đun xong. Và nó cũng chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách làm này. Cách sử dụng thì rất đơn giản. Đầu tiên, bạn vệ sinh sạch vùng hậu môn bằng nước muối pha loãng. Sau đó, bạn hãy đổ ra một chậu nhỏ hoặc là bô sạch để xông hậu môn. Bạn xông khoảng từ 5 đến 10 phút. Khi mà nước nguội bớt, còn hơi ấm, thì tận dụng đem ngâm hậu môn vào trong nước này khoảng 15 phút. Cuối cùng, bạn lau hậu môn bằng khăn sạch là xong. Hãy kiên trì điều trị từ 1 đến 2 tháng, bệnh trĩ sẽ thuyên giảm đáng kể và có thể khỏi hẳn sau đó nếu người bệnh kết hợp cùng với chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, khoa học.
Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.